quyết của Huda. Chính em đã nói, sợi dây chuyền này không phải là dây chuyền bình thường, có đúng không? Vậy sao anh có thể dễ dàng đeo cho em được? Không. Nếu như em thật sự muốn được anh đeo sợi dây chuyền này, thì em phải cố gắng, em phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với nó. Em hiểu chưa? Em hiểu chứ? Phong cách của cậu trai này được đấy. Đây mới đúng là cách hành xử của một người đàn ông có bản lĩnh đó. Dân cảm ơn. Thật ra thì nếu như đàn ông cứ là đáp ứng mọi nhu cầu của phụ nữ thì còn thời gian đâu để làm việc nhỉ? Này hai cô cậu, đã cãi nhau xong rồi thì vào trong bàn chuyện đi. Đánh mất nhiều thời gian như vậy phiền lắm, nhanh lên. Tất nhiên xin mời vào trong. Mình thấy ông Kanti Virani cổ vũ truyền thống quá. Nhưng dẫu sao thì chúng ta cũng phải hợp tác với ông ấy trong sự kiện sắp tới. Tôi thật không biết phải làm sao để cảm ơn anh vì đã không đeo sợi dây chuyền đó cho tôi. Tôi không muốn cãi nhau với anh, chứ không phải là tôi không muốn nhờ có tôi đó. Đó là công lao của tôi. Hôm nay nhờ có tôi giữ vững được lý trí nên chúng ta mới lấy được hợp đồng này, chứ không là đánh mất rồi. Tôi không dám gọi cô là cô Huda đâu. Tôi ngán lắm con người của cô hai mặt. Anh nói tôi hai mặt, đúng vậy. Nói dối là nói dối, nói dối lần nữa thì cũng không sao. Mahi và tôi giả làm vợ chồng thì cô thấy không sao và không hề cấm cản. Vậy mà lúc tôi với cô giả làm vợ chồng thì cô lại phản đối. Cô làm như vậy thì bởi vì có nghĩa là anh nghe đây, tình thế bắt buộc nên tôi mới tán thành cuộc hôn nhân giả này. Nhưng mà anh lại đi quá giới hạn rồi. Bây giờ anh còn muốn tôi đóng giả làm vợ của anh nữa. Tôi sẽ không làm chuyện như vậy được. Chuyện đó không thể nào. Hai mặt. Tôi không phải loại người hai mặt. Đây là nguyên tắc. Nếu vậy đi đi. Đi gặp ông ấy nói cho ông ấy biết sự thật. Để tôi coi sau này cô về công ty ăn nói sao với đội ngũ nhân viên của cô. Trong kinh doanh có một nguyên tắc nhất định là không được lãng phí thời gian. Thời gian là vàng bạc. Hai người làm việc kiểu gì vậy? Chúng tôi đã ngồi đây đợi hai người lâu lắm rồi đấy. Bây giờ mà mới tới. Tôi có chuyện muốn trình bày với ông. Tôi không nói chuyện với cô. Tôi muốn nói chuyện với chồng cô. Thưa ông, tôi muốn làm rõ một chuyện rất là quan trọng. Tôi không phải là vợ của Adiya. Sao? Thần linh ơi, cô dám thú nhận rồi. Vậy là chúng ta mất hợp đồng này. Vì chúng ta không trả tiền cho họ đúng thời hạn nên văn phòng của chúng ta đã bị niêm phong. Chúng tôi đã quyết định ở lại để gỡ nợ cho công ty mình. Chúng tôi đều sẽ giúp cô và Adiya. Cô gọi chúng tôi đi gia đình
nên chúng tôi phải có trách nhiệm với gia đình mình. Tôi tới để nói cho ông biết, tôi không phải là vợ của Adiya, và cũng không phải là đối tác của anh ấy. Tất cả chúng tôi ở đây chúng tôi chỉ là cùng điều hành công ty này thôi, nhưng một quyết định nằm ở trong tay chồng của cô chứ. Dạ không phải. Đối với những việc liên quan tới công ty, chúng tôi cùng nhau quyết định. Và hai chúng tôi đều tôn trọng suy nghĩ của nhau. Và dù là chúng tôi ra quyết định gì thì cũng phải bàn bạc với đội ngũ nhân viên của công ty. Vậy xin hỏi, ông có ký hợp đồng với chúng tôi hay không? Phải công nhận là phụ nữ lúc nào cũng nhiều lời như vậy. Ba ơi, bình tĩnh. Con nghĩ là ba nên cho bên sự kiện Giót một cơ hội cuối cùng. Nếu họ có thể làm tốt công việc của họ thì thôi. Còn nếu họ làm sai thì họ sẽ chấp nhận sự thật. Những việc này không nên giao cho phụ nữ đơn giản như vậy. Đã 11 giờ rồi mà còn ngủ như vậy. À Juna, biến mất là sao? Bộ bị con gì ăn mất rồi à? Sao có nhật ký là biến mất? Con đang làm gì vậy? Con đang tìm gì? Con đang tìm hồ sơ vụ án của Pat Bunny. Nghĩa là trong chính ngôi nhà của mình, chàng hoàng tử còn đang ngủ đó không hay biết gì, đã trở thành một Sherlock Holmes. Vậy mà mình lại không biết gì cả. Có nghĩa là Ajun đã lấy cắp cuốn nhật ký ở đồn cảnh sát Mercury, và nó đã ở chỗ Ajun mấy ngày nay. Liệu nó có mở ra chưa? Nó có đọc nội dung gì trong đó chưa? Thưa ngài, sau chuyến đi Parliament chúng ta có cuộc họp vào 11:30. Hủy đi. Mà không, hủy tất cả những cuộc hẹn trong hôm nay. Dạ được. Hát pha đạn, giờ không được đâu. Em đừng để ai vào phòng sách của anh. Anh muốn được yên tĩnh. Nhớ là không cho ai vào. Nhớ nha. Dạ được. Được rồi, tôi cho hai người một cơ hội. Nhưng nhớ, chỉ có một cơ hội duy nhất.
chỉ cần xảy ra sai sót là phải trả tiền cọc lại cho tôi, và hợp đồng này sẽ bị hủy hoàn toàn. Cảm ơn ông. Cảm ơn. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu sao cậu phải cưng chiều vợ cậu tới mức để cô ấy được quyết định. Tôi muốn cho cậu một lời khuyên. Phụ nữ chỉ đóng vai trò là người đứng bên cạnh chồng mình để người ngoài nhìn thấy, chứ không là gì cả. Cậu không chỉ làm ăn với cô ấy, phải lắng nghe ý kiến của cô ấy trong mọi quyết định của mình. Nhưng tôi nói cậu biết, tôi có thể dựng lên tập đoàn hoàng gia lớn mạnh như tập đoàn Virani là vì phụ nữ trong nhà tôi chỉ để ngắm thôi, chứ không phải để chúng tôi lắng nghe. Phụ nữ bị xem như vô hình. Cô nói gì? Dạ không có gì. Không có gì cả. Được rồi, gặp lại sau. Nếu có yêu cầu gì thì trực tiếp liên hệ hai đứa con trai tôi. Tạm biệt. Nhưng trước khi đi tôi muốn nói một điều. Cô là đồng nghiệp của chồng cô, nhưng trước hết cô còn là vợ của cậu ấy. Vì vậy mà hãy hoàn thành nghĩa vụ của mình. Sợi dây chuyền cưới vẫn nằm trong tay của mình, sao cô không đeo lên đi? Cái gì đây? Sao có mấy trang bị xé ra? Ai đã làm chuyện này? Tại sao? Nếu Ajun đã đọc thì tại sao phải xé mấy trang nhật ký này đi? Bucha đã viết hết tất cả mọi chuyện vào trong cuốn nhật ký. Không lẽ những trang bị xé mất chính là những trang Bucha biết về bí mật của mình? Thần linh ơi, hy vọng là Ajun không biết về bí mật của mình che giấu. Mình đã nỗ lực để cứu cả gia đình tránh khỏi bí mật về sự thật này. Hy vọng gia đình mình sẽ không biết được những bí mật mà Bucha viết trong cuốn nhật ký. Mình phải hành động ngay, phải tìm cho ra những trang bị mất. Cuối cùng cũng thở được. Thần linh ơi, tại sao hôm nay bà nói nhiều quá vậy chứ? Xem chút nghẹt thở chết rồi. Em có cảm giác giống như là sắp chết vậy. Xin chào. Tôi quên giới thiệu. Tôi xin tự giới thiệu mình. Tôi là con dâu, tên là Sagarika. Tôi là vợ của Khanbik. Khanbik là chồng của tôi. Xin lỗi, tôi cười là bởi vì tôi thấy mình giới thiệu quá vòng vo. Sagarika, bàn chuyện làm ăn được chứ? Anh có muốn nghe ba cằn nhằn? Hồi nhỏ lúc anh lên 8 tuổi,
Mà anh la anh dữ lắm. Tới giờ anh vẫn còn nhớ. Bây giờ đâu còn là con nít 8 tuổi, anh đã lớn rồi mà. Được rồi, bắt đầu làm việc đi. Gia vị Virani. Vua ngành gia vị, vua của nhà bếp, gia vị Virani. Quảng cáo này mọi người đều biết. Không chỉ người Ấn Độ mà tới người nước ngoài cũng biết tới nó. Họ đều được biết đến quảng cáo gia vị Virani. Nó có ở khắp mọi căn bếp. Buổi kỷ niệm lần này của công ty chúng tôi không chỉ vì công ty mà còn để ca ngợi công sức nhân viên bỏ ra và cho người dân Ấn Độ, bởi vì họ đã dành một góc nhỏ trong trái tim cho Virani. Chính họ cho gia vị của chúng ta một vị trí ở trong nhà bếp. Trụ sở chính ở Canada, sao anh lại muốn tổ chức sự kiện ở Ấn Độ? Vì gia đình chúng tôi khởi nghiệp tại đây. Vô gia, chị đặt câu hỏi thật ngây ngô. Đúng không Adi? Cũng đâu phải. Cảm ơn. Bài thuyết trình đến đây là hết. Thường các sự kiện nói về lịch sử, nói về thành tựu công ty và về chính sách, nhưng cũng nên nói về tương lai của công ty nữa. Tôi mong muốn bên sự kiện Yacht tập trung vào phần tương lai. Bài thuyết trình của Capit hay lắm, có đúng không? Capit, cảm ơn bài thuyết trình của anh. Chúng ta sẽ hợp tác thành công và sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn cô nhiều. Tôi phải công nhận là chồng cô nhạy bén thật đó, Sagarika. Giác quan của tôi cũng rất nhạy bén. Tôi có thể nhận ra mùi hương của người khác từ một khoảng cách nhất định. Cảm ơn anh nhiều, anh Capit. Anh gửi bài thuyết trình cho đội của chúng tôi được không? Tôi thấy được rồi, tất nhiên. Tất nhiên là chúng tôi sẽ gửi chi tiết qua công ty anh. Công ty chúng tôi cần tất cả dữ liệu của công ty anh. Công ty anh bắt đầu từ đâu và đã đi được tới đâu? Xin hãy cho tôi thông tin, tôi sẽ gửi qua. Tôi xin phép. Được rồi, đi thôi. Tôi phải thừa nhận, cô rất may mắn. Cô có được người chồng ủng hộ cô giống như chồng của tôi. Trong mối quan hệ thì vợ chồng ngang hàng nhau. Cô như vậy thì còn người nào khác dám để mắt tới chồng của cô nữa, có phải không? Tôi nói vậy không có gì sai chứ. Mình đi thôi. Được, đi thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt.